Nam phải biết bác sĩ đông ha, những cái ca chia sẻ lâm sàng mà không phải nổi tiếng trong Việt Nam không các anh chị. Nếu trong cái group Israel của quốc tế thì anh chị thấy là bác đông là sao sáng, là coi như nhờ vậy mà Việt Nam mình nổi nổi bật. Và nguyên ngưỡng mộ nhất là cái tinh thần học tập của bác sĩ đông, là khi mình gặp một cái ca là các anh chị thấy là mình phải show ra, mình phải đưa lên cho mọi người gọi là moi móc dò ngó trong đó thì mình mới giỏi được các anh chị. Nguyên luôn nói với Khoa Nguyên á, cái gương học tập cái mình là theo bác sĩ Đông đó các bạn. Các bạn cứ thấy ca hay ca khó, bạn cứ thảy lên cái group của Khoa đi, mọi người soi vô thì mới thấy ào mình cắt thiếu chỗ này, mình cắt chưa đẹp chỗ kia. Các anh chị đừng có ngại, bản thân Nguyên cũng vậy đó. Trong bệnh viện Từ Dũ mà khi mà có một cái ca mà siêu âm chẩn đoán sai mà lâm sàng phản ứng lại, Nguyên cảm ơn rất là nhiều, vì như vậy mình mới thấy cái sai. Và như vậy thì mình mới gọi là gì, mình chia sẻ những người khác họ không có sai giống mình. Thì bác sĩ Đông là một cái người mà nó là từ cái thời mà Từ Dũ mới bắt đầu những cái khóa chập chững đầu tiên, bác sĩ Đông, bác sĩ Thụy, rồi bác sĩ Dương Hồng Cho, Dương Hồng Chương quên, quên tên ở ngoài Bắc là vô Từ Dũ, tất cả những ông thầy. Philip Janti là cái người thầy đầu tiên về tổ chức cái đầu tiên, cũng có mặt những người này và luôn đứng lên để hỏi những cái câu mà gọi là nhức não. Mấy ông thầy nước ngoài nhức não thì bây giờ đến những cái người Việt Nam nhức não, thì rất là cảm ơn và rất là vui khi bác Đông đã lên để diễn đàn để cùng nói những cái lời nhân cái ngày 20 tháng 11, cũng như có cái món quà tặng để cho cái group Từ Dũ có thể soạn bài đẹp hơn. Cảm ơn bác sĩ Đông rất là nhiều. Dạ, Bây giờ chắc mình trả lời một vài câu hỏi ha, tại Nguyên thấy có một số câu hỏi các anh chị đây nè. Nguyên thấy cái câu này nó rất là để Nguyên trả lời trước đi ha, chứ chắc ban tổ chức cũng có thực hiện rồi, nhưng mà Nguyên nghĩ cái câu này các bạn rất hay gặp trong lâm sàng đó, là siêu âm bể lớn hố sau 10 mm thì có phải giãn không, siêu âm thùy nhộng tiểu não bình thường, bé có nốt vôi hóa thất trái như vậy có cần thêm làm gì không, em siêu âm tuyến tĩnh nên không nên cần à, cũng thiếu thốn kích thước tiểu não phì nhộng thì bao nhiêu vân vân. Thì như vậy các anh chị thấy không, Huyên nói như ngay từ đầu trong cái mở màn á, cái chỉ định của siêu âm tiền sản ở các trung tâm tiền sản nhiều nhất đó là giãn bể lớn hố sau. Và trong cái bài của Nguyên đã phân ra những cái nhóm rất rõ, trong đó cái giãn bể lớn hố sau đơn thuần là trên 10 đúng không ạ? Tại bình thường nằm dưới 10 cho mọi thủy thai, như vậy trên 10 là giãn, thì khi đó các anh chị phải đánh giá sự toàn vẹn của thùy nhộng. Nếu những cái khác các anh chị thấy thùy nhộng bình thường nhưng mà đến đây là các anh chị phải làm cho đúng. Mình không biết là dưới tỉnh mình có thấy được cắt dọc được cái thùy nhộng để mình đánh giá cái thùy nhộng nó đẹp nó bình thường hay không, hay là nhiều khi có cái bất thường đi kèm ngay cả trên mặt cắt ngang. Các anh chị thấy cái thùy nhộng mình đã thấy có những cái bất thường, ví dụ bất thường thể chai, hay là những cái dạng như có những cái nốt trong vôi hóa như cái ca cuối cùng như Nguyên giới thiệu với các anh chị, đó là một mình nghĩ trên ASEAN và trên Sagittal nghĩ là một cái dạng một cái nang hố sau thôi, nhưng mà nó có kèm là đa rãnh não, có kèm lạc chỗ chất xám, cho nên cái vấn đề ở đây là nó có bất thường kèm theo mà mình không thấy. Hoặc là nhiều khi như cả trong cái nghiên cứu của người ta, cái ông Dan Anthony ấy, là hố sau nó bất thường đi kèm 10 đến 12%, tức là bất thường tại hệ thần kinh trung ương và bất thường ngoài hệ thần kinh trung ương, tim. Anh chị có thấy không? Anh chị có tự tin là anh chị thấy hết không? Cho nên thật sự là cái tâm lý của anh chị, khi anh chị thấy một cái gì cái nang đóng rối mạch mà cái xương đùi hơi ngắn, cái xương mũi hơi ngắn, anh chị đều chuyển lên tuyến trên, thì thật sự Nguyên nghĩ rằng trong cái điều kiện của mình không có đủ và khả năng lẫn phương tiện thì mình cũng nên làm như vậy, chứ mình đừng có chủ quan mình kết luận bình thường bất thường bỏ thai đó, thì cái đó là cái thông điệp muốn gửi đến anh chị. Rồi hình như bác sĩ Xuân Lan, bác sĩ Châu cũng có một cái câu rất khó của bác sĩ Đông hỏi đó. À, dạ, có bác sĩ hỏi là dạ cô Tố Nguyên cho em hỏi là siêu âm thấy bể lớn hố sâu Câu này 10 mm. chị mới trả lời xong đó em. À, dạ. Dạ, bác sĩ cho hỏi hướng xử trí đối với các loại chẻ đôi đốt sống thai nhi. Xin cảm ơn bác sĩ Phan Thao. Dạ. Bác sĩ La Hồng Châu nói về cái xử trí ha. Dạ, em xin cảm ơn cái câu hỏi của bác sĩ Thao, cũng như là có một câu hỏi của bác sĩ Thủy ở Hải Phòng cũng nội dung tương tự. Thì em xin trả lời cái câu này là thì thông thường ở Việt Nam mình đối với những cái chẻ đôi đốt sống thể hở thì hầu như là mình không có giữ thai. Còn đối với những cái chẻ đôi đốt sống thể kín thì mình sẽ có cái nhóm là thoát vị màng tủy.
Thì đối với cái nhóm đó nếu mà nó không có kèm thêm tủy bám thấp thì cái tương lượng của nó thường là rất là tốt. Giống như cái ca hồi nãy mình trình bày đó, là cái sau khi mà sanh xong đó, mình mổ và cái kết quả của cái outcome của bé rất là tốt. Thì gần đây đó, thì cũng có một số cái trường hợp mà những cái thoát vị tủy mở hoặc những cái thoát vị tủy màng tủy mở thì ở ở Từ Dũ cũng cũng có giữ thai một vài trường hợp và cũng có mổ và hiện tại thì đang theo dõi outcome. Thì thông thường á thì đối với những cái nhóm mà thoát vị thể kính á, mà nó có kèm thêm cái tủy bám thấp nữa thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có nghĩa là cái phân tầng của cái tổn thương. Ví dụ đối với những cái tổn thương mà càng nằm ở những cái tầng thấp ở dưới á, thì cái khả năng cái tổn thương của nó đối với những cái cơ quan nó sẽ rất là khác nhau, cho nên là còn tùy thuộc vào cái phân tầng của cái vị trí mà nó tổn thương nó như thế nào mà mình sẽ có một cái hướng để tư vấn cho người nhà. Nói là như vậy. Sẵn thì em xin trả lời câu hỏi của bác sĩ Đông luôn, là bác sĩ Đông có hỏi là cái limited dorsal meatus cyst thì thêm được đọc nhiều cái tài liệu đó, thì đầu tiên trước nhất mà anh Đông muốn muốn biết có chẩn đoán được hay không thì anh Đông phải hiểu được cái phôi thai học của nó. Cái đó là do nó bất thường của cái chỗ nối của cái giữa cái sự tạo ống thần kinh nguyên phát và thần kinh thứ phát, và nó còn lại một cái dây đó nó sẽ đính vô cái phần lưng của phía cột sống và nó làm cho cái tủy không có dịch lên được. Thì thông thường á, những cái tài liệu mà hiện giờ em đọc được á, thì hầu như á, là người ta chẩn đoán bằng MRI sau sanh. Còn MRI trước sanh hiện tại ở Từ Dũ của em á, thì em cũng chưa có gặp ca nào. Thì thông thường những cái đó thì cái siêu âm của mình rất là hạn chế. Thì theo kinh nghiệm của em là như vậy. Theo Nguyên á, thì các anh chị thấy khi những cái bất thường chạy đôi đốt sống, mà khi các anh chị thấy mà cái hướng mà dưỡng thai đó, ngay cả ở nước ngoài người ta thấy, các anh chị thấy là cái điều kiện người ta tốt. Còn như Việt Nam mình, các anh chị nhìn đó, đẻ ra mà lấy tiền nuôi con còn không biết có không, mà giờ đi mổ tới mổ lui ha. Thì nếu cái hướng mà dưỡng thai thì các anh chị bắt buộc các anh chị phải 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 là nhờ em ra để hỗ trợ đó. Thì Nguyên thấy trong đây có anh Quỳnh có đặt một cái câu hỏi á, là trong những cái cấu tích tích dịch hố sau có nang màng nhện là nhiều khi nó khổng lồ, nó đẩy lều cái tiểu não mà chẳng đón đầm ở đa ghi quốc cơ, như một cái trường hợp mà bác sĩ Đông cũng đã share, thì nên nói đến cái bất thường này. Thì thật sự là Nguyên không có điểm vô cái bất thường này là vì trong cái bài cuối của buổi sau là có cái bài Nguyên sẽ trình bày về nang não bướu não đó, chứ giờ đưa vô nữa thì các anh chị sẽ hơi bị rối. Nhưng mà trong cái chẩn đoán phân biệt, Nguyên có nói là đối với cái megacyster mặt na thì nhiều khi nó nang hoặc nhện, nó tất nhiên những cái nang nó không quá lớn, còn quá lớn thì mình nhìn ra được rồi, thì các anh chị sẽ lầm giữa một cái megacyster mặt na và một cái nang màng nhện. Nhưng mà thật sự hai cái này khi các anh chị đánh giá cái thùy nhộng mà nó bình thường á, thì các anh chị sẽ thấy nó tiên lượng nó rất tốt, cho nên mình có chẩn đoán nhầm cũng không sao ha. Nguyên có mấy ca trong cái cây lâm sàng đó, nó phân biệt nó có mấy ca rất hay, nhưng mà nó đã quá muộn rồi. Nguyên có một chục ca lâm sàng sau rất là hay, chắc là phải gì hẹn các anh chị dịp khác khi mà mình kết hợp hệ thần kinh trung ương siêu âm đến MRI và phân tích những cái ca lâm sàng, chứ mà nói nữa thì các anh chị sẽ rối rồi. Có câu nào nữa mình tiếp đi Hoàng ơi. Có câu là cho em hỏi theo dõi sau sanh của các trường hợp dạng não thấp thì theo dõi khoảng bao lâu và theo dõi những vấn đề gì? Em xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyên Trịnh Công. Trịnh Công Quyền, một sao ở Hồng Vương, ở Bình Dương. Quyền cũng học rất là siêng thần mà làm cũng rất là tốt. Xuân Lan chắc chia sẻ cái kinh nghiệm ha. Cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Trịnh Công Quyền. Thì đây là một vấn đề các bà bầu cũng hay 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 hỏi mình. Đối với cái những cái dạng não thất á, thì sau sanh mình nên kiểm tra ngay để mình xác định coi cái nguyên nhân. Mình sẽ siêu âm xuyên thớt cho em bé để mình kiểm tra coi thực sự nguyên nhân dạng não thất là gì. Còn cái những nghiên cứu những theo dõi sau sanh á, thì những cái bài nghiên cứu là thường là sau trong thời gian 2 năm thôi, nhưng mà ít ít có cái nghiên cứu nào theo dõi tới 10 năm. Thì những cái theo dõi đó là người ta sẽ theo dõi về phát triển tâm thần vận động của em bé để người ta đánh giá coi nó phát triển bình thường hay không, và nhất là cái phát theo dõi về cái động kinh của em bé. Đó là những cái vấn đề cần theo dõi của những em bé mà dạng não thất sau sanh.
Châu có muốn nói thêm chia sẻ gì về mấy cái dạng não thất không? Thật sự là nó rất khó nói đến câu outcome đó. Nếu mà ngay cả đơn thuần Châu có ý kiến gì thêm không? Nếu mấy cái dạng não thất. Nếu lần sau Nguyên nghĩ rằng á, mình sẽ làm một cái hội thảo mà gọi là trước sinh và sau sinh. Có nghĩa là bác sĩ Nguyên trình bày xong phải tới bác sĩ Nguyễn Hữu Chí. Thật sự là hình ảnh trước sanh vậy sau sanh đó, show cái xuyên thoát lên như thế nào, cái đó là cái ý tưởng như có rất lâu mà thật sự nó không dễ thực hiện các anh chị, tại tất cả những cái ca nó phải qua outcome mà phải có cái outcome sau, nhưng mà chắc chắn mình sẽ phải làm thôi. Những cái năm tới sẽ phải mời bác sĩ chuyên gia số 1 về nhi và rất là dễ thương, đó là Nguyễn Hữu Chí. Rồi sợ cho ý kiến gì thêm về cái dạng não thất. Thì em cũng giống như bác sĩ Xuân Lan vậy đó, có nghĩa là đối với những cái dạng não thất á, trước nhất á, là mình phải đánh giá bằng bằng MRI để mình tìm thêm những cái bất thường phối hợp kèm thêm, rồi có thể là mình làm theo cái hướng di truyền hoặc là mình làm thêm những cái xét nghiệm để mình coi những cái dạng não thất nó là thuộc hướng gì. Ví dụ nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân dạng não thất, như là từ hướng di truyền, từ hướng nhiễm trùng, thì sẽ có những cái dạng não thất mà thật ra mà theo cái hướng nhiễm trùng, thì đối với những cái tổn thương não nhẹ thì cái outcome của nó cũng sẽ rất là thay đổi, là mình phải theo dõi khoảng 2 năm sau sinh, ít nhất là 2 năm sau sinh. Còn đối với những cái mà dạng não thất mà do những cái nguyên nhân di truyền hoặc là những cái nguyên nhân mà do tổn thương thực thể tại trên cái hệ thần kinh đó, thì mình cũng sẽ phải theo dõi lâu dài. Có nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều cái chức năng của em bé, từ đầu tiên nhất là sanh ra là đầu tiên là thở không được nè, nuốt khó nè, ha, nuốt khó nè, rồi động kinh các thứ, thì mình sẽ phải theo dõi ít nhất là 2 năm. Rồi rồi sẽ có những cái theo dõi mà kéo dài, thì hiện giờ trên thế giới họ cũng có những cái nghiên cứu như vậy thôi ha. Thì cũng có một chút xíu ý kiến như bác sĩ Quyền. Outcome của cái dạng não thất thể nhẹ trung bình thật sự rất khó nói các anh chị, ngay cả khi là nhẹ trung bình tức là nó dưới 15, mặc dù rất nhiều nghiên cứu là họ ghi là thể thể gọi là thể nhẹ tức là nó dưới 15, cái nhóm trên 15 và dưới 15 thì nó làm nhiều nghiên cứu, mà như trong cái bài Xuân Lan cũng có show là tiên lượng tốt nếu nó đơn thuần, nhưng mà những cái nghiên cứu gần đây thì nó rất là khó. Còn câu hỏi gì nữa không Hoàng ha, cũng gần 12 giờ rồi đó, chắc mọi người cũng đói bụng lắm rồi, cũng ráng trụ đến lần khúc cuối để nghe cho nó trọn. Còn gì nữa không? Có câu là trong thực hành em gặp một số ca không giãn sừng sau mà giãn sừng trán não thấp bên một hoặc cả hai bên. Xin chị chia sẻ kinh nghiệm khi tiếp cận những trường hợp này. Và em xin cảm ơn nhiều bạn của bạn Ý Nhi. Xin anh trả lời đi em. À, đây là một cái câu hỏi cũng hơi khó. Thực sự á, là khi mà nếu mà không có giãn mà sừng 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 sau mà chỉ giãn sừng trước á, thì mình sẽ vô cái nhóm là bất thường phức hợp trước của bác sĩ Vũ đã nói, thì chúng ta sẽ phải theo cái bản cái những cái cấu trúc mình cần khảo sát để mình coi coi nó có những cái gì liên quan trong ngoài cái giãn sừng trán hay không, tại thực sự nó có những có nó có khả năng nó kèm theo những cái bất thường khác. Còn nếu mà chúng ta chưa có tự tin về cái khả năng đó thì mình có thể là chuyển về cho những cái chuyên gia thần kinh để đánh giá lại coi ngoài cái giãn sừng trán nó có gì hay không. Tại vì trong cái giãn sừng trán á, thường tiên lượng lượng nó xấu hơn so với cái giãn cái sừng chẵn. À, mình xin hết. Chuyên gia thần kinh chồng Châu xin ý kiến, chị đang muốn nghe ý kiến của em. Dạ, thì thông thường đối với những cái dạng não thất á, thì trong bài Vũ á, hôm đó Vũ cũng trình bày cũng cũng rất là hay rồi. Thì em xin bổ sung thêm chút xíu nữa là đối với những cái dạng của sừng sừng trán á, thì đa số là nó sẽ có những cái nguyên nhân kèm thêm của từ cái những cái rãnh vỏ não của cái vùng vùng cái vùng phía trước tương ứng, cho nên là nó dẫn đến cái giãn sừng trán, mà thường mình sẽ gặp nhất là cái dạng mà nó dạng vuông ấy, thì thường là nó sẽ có nhiều khả năng nó sẽ kèm thêm những cái bất thường vỏ não. Thì cái đó thì mình sẽ nói vào cái bài lần sau, nhưng mà thì thông thường những cái trường hợp đó mình nên chuyển lên tuyến trên để người ta sẽ khảo sát đánh giá một hệ thần kinh trung ương một cách cụ thể lại nữa, rồi sau đó mình có thể là mình kết hợp MRI để mình loại trừ những cái bất thường vỏ não đi kèm, thường là sẽ vậy.
Đúng đó các bạn, các anh chị thấy là mình hay gặp cái giãn não thất lợi sừng chậm đó, mình đo mình ghi trong đó, nhiều người mình không ghi nhưng mà thật sự nó là sừng chậm hay là cái ngã ba atrium. Một số nơi ta dùng atrium, hình như ai suộc hiện tại vẫn dùng từ atrium đó, tức là cái dao nó là sừng chậm nhưng mà thật sự nó gần như là cái dao ngã ba của cái ba cái sừng của cái não thất ha. Thì khi mình thấy nó giãn đơn thuần cái sừng trán thì mình nên nên phải siêu âm hội chẩn chuyên sâu, và nguyên nghĩ chắc phải làm MRI đó. MRI nó sẽ giúp mình sẽ giúp phát hiện những cái bất thường phức hợp đi kèm. Thì đã hết chưa? Còn câu hỏi nào nữa không ha? Cũng 12 giờ rồi, các bạn có đói bụng dữ lắm không? Chắc hết rồi hả Hoài? Dạ, còn câu cuối là xin bác sĩ Nguyên hãy hướng dẫn cách cắt thể chai và phổ mạch máu quanh thể chai của bạn Dương Thùy. À, cái bài này thì Nguyên có hướng dẫn trong cái phần bài trước, đó là thể chai đó. Thì các bạn cần khi các bạn cắt dọc giữa rồi thì các bạn nhớ đi ra sau đỉnh đầu chút xíu thì mình mới thấy gần như cái thể chai từ trước ra sau, mà phải phối hợp giữa cái tay, hai tay các anh chị siêu âm, các anh chị thấy là hai tay vận động chứ không phải cái tay đầu giò. Không, tay đầu giò tay kia bấm free, nhưng mà thật sự cái tay kia nó rất là quan trọng, là cái tay trái các anh chị đẩy. Cho nên các anh chị nhớ cái mà Nguyên thấy là trong cái bài tim nó còn quan trọng hơn thần kinh trung ương nữa. Tại vì thần kinh trung ương các anh chị phải đẩy đầu tay đây thì đẩy bên đây cho cái đầu nó vô mà cắt dọc giữa, nên nhìn kỹ được cái hố sau, nhìn kỹ. Cho nên chị đẩy ra phía sau chút xíu là anh chị mới thấy được toàn vẹn cái hố sau, và nhiều khi các anh chị phải dùng ngã âm đạo. Thì hy vọng khi mà mình sẽ làm cái chuỗi mà mình có cái hướng dẫn thực hành á thì mình sẽ nói dễ hơn ha. Nhưng mà cái thể chai á đúng là nó không phải dễ cắt, cũng giống như hồi xưa mình không có quen cắt mà cắt dọc, mình cứ cắt cái đo cái đầu không à, mình không đo xương mũi, mình không đánh giá cái gọi là cái profile, mình coi cái trán có dồ, cái cằm có nhỏ hay không. Rồi từ từ mình thấy các anh chị bắt đầu chuyển, mình gần như nhiều nơi mình đã cắt mà cắt dọc giữa, mình coi cái profile nó, cái nó có bất thường trên cái profile nó rất là quan trọng. Rồi thì bây giờ mình lại tiếp cái cấu trúc, mình đã cắt mà cắt dọc giữa quen rồi thì mình đã đẩy ra phía sau chút, mình coi cái thể chai, mình đẩy ra sau chút nữa mình coi cái gì, coi cái vùng hố sau. Thì các anh chị thấy đó là những cái bất thường mà cái kỹ năng tiếp cận nó rất quan trọng, vì cái kinh nghiệm của mỗi người và mình phải có cái sự phối hợp. Cho nên các anh chị thấy ông mắc á, sẵn đây nhắc ông thầy, thật sự ngày 20 tháng 11 bắt đông cảm ơn thì mình cũng phải nhớ đến những cái ông thầy, mà đặc biệt là những người thầy đã có cái ảnh hưởng rất là nhiều ha. Và nhờ cái có cái tiếp cận như vậy thì mình mới chia sẻ học hỏi những gọi là những cái giáo sư đầu ngành trên thế giới, như ông giáo sư Max Kansky đó các anh chị, là Nguyên đặt ông là two hand professor. Còn ông thầy giáo sư Philip mà có người nhắc là phải phải có một phút mặc niệm nhớ đến thầy, thật sự là thầy quá dễ thương, một cái nhân cách quá lớn. Thì cái ông Max Kansky á, là ông gọi là two hand professor, tại vì sao các anh chị, các anh chị gọi là ông viết một cái bài rất nổi tiếng là vấn đề là cái bàn đạp, có nghĩa là cái máy siêu âm các anh chị nhớ nó có cái bàn đạp không, nhưng mà Nguyên biết chắc là hình như tất cả những cái máy siêu âm Việt Nam mình tháo cái bàn đạp hết. Tại sao dùng cái bàn đạp để free máy, hai tay còn lại mình đẩy đó, mình siêu âm nó kỹ năng đẩy qua đẩy về, ấn lên ấn xuống đó. Còn cái chân khi thấy cái hình đẹp rồi free, còn bây giờ máy mình nó dẹp bàn đạp hết trơn rồi. Cho nên thường là Nguyên mà có những cái clip đẹp như vậy là Nguyên cũng phải hai tay không đó các anh chị, tay này cầm đầu giò, cái kia đẩy, kêu thư ký bấm máy cho chị bấm free lại, rồi là nó bấm bấm xong nhả ra thì bắt đầu thu. Chứ các anh chị tưởng tượng là một ngày bệnh viện từ vũ gần 2-3 ngàn ca mà thời gian đâu, thì lấy cái clip đó là đẩy lên luôn chứ không có ngồi mà cắt từng cái clip ra cái đoạn đẹp, không có giờ. Cho nên thật sự là cái kỹ năng này mình không có cái bàn đạp thì mình phải nhờ, còn nếu các anh chị có thì anh chị nên bỏ cái bàn đạp vô cái kỹ năng ha. Chắc cũng hết rồi phải không, hết câu hỏi rồi phải không? Ừ. Thì như vậy là một lần nữa cảm ơn công ty Samsung, cảm ơn hai báo cáo viên, hai đồng nghiệp thân thương của chị, đó là La Hồng Châu và Xuân Lan ha. Các em đã cố gắng rất là nhiều để mà chuẩn bị cái bài rất là tốt. Phải nói là trong đó đặc biệt là chuyên gia như Hồng Châu mà cũng mất ăn mất ngủ, còn Xuân Lan thì phải nói là không ngủ luôn chứ không phải mất ăn mất ngủ. Từ từ các em sẽ ấy, thì mình sẽ còn một cái buổi cảm ơn các anh chị là rất là nhiều, đã tham gia rất là nhiệt tình. Các anh chị cũng biết là nhiều người cũng rất là bận rộn, nhưng mà sau đó các anh chị hãy, mình nghĩ đây là những cái bài rất là hay và cái người soạn rất là công phu, có những cái gọi là đã gọi là cố gắng chuyển tải một cái cách dễ hiểu nhất. Các anh chị không phải coi một lần, các anh chị hãy coi 4-5 lần, nghe đi nghe tới thì các anh chị nó mới thấm. Và khi có một cái ca lâm sàng như vậy thì mình nhớ bài lại mình coi để mình tiếp cận như thế nào ha. Thì cái chuỗi cũng đã được, chuỗi này 4 buổi thì mình cũng đã đi được 3 buổi rồi, còn cái buổi cuối gọi là save the best for the last thì sẽ có những cái bài cũng rất là hay, có những cái người mà gọi là chưa xuất hiện luôn ha.
là bác sĩ Nguyễn Thế Hùng, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện FV. Hồi nãy giờ là khen Châu là vì không có Hùng, nhưng mà lần sau thì Hùng mới là gọi là sư huynh đại sư phụ của La Hồng Châu thì sẽ xuất hiện. Rồi bác sĩ Nguyễn Hoàng Long là gọi là chuyên gia đầu, gọi là người đầu tiên của Việt Nam có cái học gọi là đệ tử, cũng gọi là đệ tử xuất sắc cũng được nữa các anh chị, của thầy Kip Rock. Thì lần sau sẽ có xuất hiện Nguyễn Hoàng Long. Các anh chị cũng đã ấn tượng với cái bài sàng lọc quý 1 của Nguyễn Hoàng Long rồi, thì lần sau sẽ Hoàng Long và Vũ và Nguyên cũng sẽ nói thêm hai bài. Thì chúng ta sẽ còn một cái buổi cuối gồm 4 cái bài cũng rất là hay. Thì hẹn gặp lại các anh chị trong cái buổi cuối cùng. Sau đó nghỉ mệt rồi khi đó mới tính tiếp có làm chuỗi tiếp theo hay không, chứ cũng quá đuối sức. Thì một lần nữa rất cảm ơn ban tổ chức Team An Việt, cảm ơn tất cả các anh chị đã cùng theo dõi cái buổi này. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chủ nhật tuần sau, cái buổi cuối cùng. Xin chúc các anh chị một cái buổi trưa thật ngon miệng và một cái buổi chiều các anh chị có thể thư giãn với gia đình, đi shopping vân vân. Rồi và cũng nhớ là tuân thủ 5K, tại dịch bệnh nó cũng đang còn diễn tiến phức tạp quá, không biết như thế nào. Chúc tất cả mọi người có một cái cuộc sống mà mọi người và mọi nhà đều được bình an trong cái cơn đại dịch này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị.